Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm và chính thể thích dát vàng giả. Trong vài tuần gần đây, những tình tiết liên quan đến chuyện kỷ luật khởi tố hàng loạt viên chức của nhiều ngành, nhiều cấp ở đủ mọi miền của đất nước chỉ khiến thiên hạ thêm ngao ngán về sự mục ruỗng của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam. Sự mục ruỗng này đã đến mức vô phương cứu vãn. Từ làng, xã, huyện đến tỉnh, đầu đầu người dân cũng than vãn vì các quan chức đùa nhau tham nhũng, làm giàu cho cá nhân, bỏ mặc trách nhiệm chung. Truy cứu trách nhiệm bằng các hình thức kỷ luật của đảng và tước bỏ những chức vụ từng mang, dùng các biện pháp hành chính để xử lý, thậm chí là xem xét trách nhiệm hình sự, giống như dát vàng, nhưng đều là vàng giả. Chẳng hạn như chuyện của bà Nguyễn Thị Thu Hường, hiệu trưởng Trung học Ngô Quyền ở quận Lê Chân, Hải Phòng đã tự chế tạo đủ loại phí, quỹ để buộc phụ huynh phải đóng góp, thu chi tùy tiện, thiếu rạch ròi và có dấu hiệu thầm lạm. Đây là hình ảnh ông Lê Hồng Sơn, bí thư huyện Cô Tô, Quảng Ninh, vừa bị tố cáo cưỡng hiếp một nữ công chức có chồng là công an. Vụ này đã gây ra sóng gió khắp nơi trong dư luận trong và ngoài nước, khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một thêm mất niềm tin từ nhân dân. Chuyện này hoàn toàn không mới và không chỉ xảy ra ở trường này như trước đây, và sau này sẽ có bao nhiêu cán bộ quản lý, giáo dục tiếp tục bị khởi tố tống giam vì đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Câu hỏi này cũng được đặt ra với trường Ngô Quyền ở Hải Phòng. Chẳng hạn như chuyện ông Lê Hùng Sơn, bí thư huyện Cô Tô, Quảng Ninh đã bị cáo buộc cưỡng hiếp một nữ công chức. Trước ông Sơn đã từng có hàng loạt viên chức bị cáo buộc xúc phạm nhân phẩm và thân thể hoặc cưỡng hiếp nữ thuộc cấp. Nhưng có biết bao nhiêu viên chức lập tức bị đình chỉ công tác để điều tra hay không? Điều này thật khó dưới thể chế của Đảng Cộng sản độc tài toàn trị, vì báo chí không độc lập thì không thể moi ra những vụ này đến cùng. Đâu phải tự nhiên mà nhiều người tin rằng ông Sơn dính bẫy bởi các hệ thống vốn đã từng tha không ít đồng chí, không chỉ sai phạm tương tự nhiều lần mà còn đe dọa, khiến nạn nhân không thể tố cáo và họ lại buộc phải im lặng vì cuộc sống của mình. Cứ như thế, các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam bắt nạt người dân, bắt nạt đồng nghiệp. Tương tự, lẽ nào cũng có thể xem việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015-2020 và Đảng ủy Cục Quản lý Dược khiển trách Đảng ủy Cục Quản lý Dược và khiển trách Cục trưởng của Bộ Y tế như bằng chứng của sự nghiêm minh. Điều này quá nhẹ. Khi người dân phạm tội thì bị đi đem ra xét xử, còn các quan chức chỉ bị kỷ luật và cảnh cáo mà thôi. Vì sao người Việt Nam đã nhận ra từ lâu rằng các viên chức lãnh đạo của Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm để nhiều đơn vị cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh, liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế trong nước. Rất nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự, thế mà đến bây giờ, Ủy ban Kiểm tra của Trung ương Đảng mới đột nhiên nhận ra những yếu tố đó đã gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Và chuyện đến bây giờ, ông Trương Quốc Cường, nhân vật đang đảm nhận vai trò Thứ trưởng Bộ Y tế, mới bị khởi tố và đề nghị truy tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khi còn là Cục trưởng, trưởng Cục Quản lý Dược, chẳng khác gì trò hề. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Trương Quốc Cường vừa bị khởi tố liên quan đến vụ Việt Nam Pharma đã được xét xử trước đó 6 năm. Vụ Việt Nam Pharma nhập khẩu kinh doanh thuốc giả bùng lên cách đây 6 năm, nhưng vì sao đến bây giờ hệ thống tư pháp mới nhìn nhận ra là cần truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Cường như vậy? Vụ án Việt Nam Pharma khởi tố từ tháng 11 năm 2015, xét xử sơ thẩm lần thứ nhất từ tháng 8 năm 2017. Thế mà ông Cường vẫn được lựa chọn bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn. Vì sao lại thế? Dư luận đã đặt ra câu hỏi. Và tiếp tục là không có câu trả lời. Và tất nhiên không có ai phải chịu trách nhiệm, kể cả người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến giờ gần 2 tuần
sau khi Nucleus Cooker, nhân vật có biệt danh là Rác Đê, công bố video clip ghi cảnh chế biến bò rát vàng rồi rắc muối đút vào mồm cho ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị thưởng thức tại London. Tuy nhiên, tất cả Ủy viên Bộ Chính trị, Văn phòng, Ban chấp hành Trung ương Đảng, phát ngôn viên Bộ Công an cho đến đương sự cùng im lặng một cách đáng ngờ. Có thể vì im lặng cũng là vàng, kể cả với Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan gần đây đảm trách vai trò rát vàng cho chính thể. Chuyện nhà thì quáng, chuyện ngoài thì sang. Từ khi Bộ trưởng Bộ Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng bên Anh bị bại lộ, hơn một tuần qua, cả hệ thống truyền thông lề đảng im như thóc. Hơn 800 tờ báo và các cơ quan báo chí truyền hình địa phương của nhà nước này không hề viết một câu. Cũng câu chuyện tương tự xảy ra hơn 3 năm trước với Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela, thì nhiều tờ báo trong nước lại lớn tiếng lên án. Đây là hình ảnh vào ngày 19 tháng 9 năm 2018, báo Một Thế Giới trong nước đã có bài viết rằng Tổng thống Venezuela ăn thịt bò hút gì gà trong khi dân đói. Đây là hình ảnh từ năm 2018 cho báo Dân Trí đưa hình Tổng thống Venezuela cũng ăn bò rát vàng tại nhà hàng của Thánh rắc muối phục vụ, không khác gì ông Đại tướng Tô Lâm bây giờ. Cũng dẫn nguồn từ tin hãng thông tấn Reuters, bài báo cho biết trên đường về Venezuela sau chuyến thăm Trung Quốc để vay thêm tiền, vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro đã ăn thịt bò bít tết tại nhà hàng rắc muối ở Istanbul, khiến người dân Venezuela đang đói ăn phẫn nộ. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2018, báo Dân Trí giật tít rằng Tổng thống Maduro hút xì gà, ăn thịt bò, ngập bàn, dân đói, Venezuela phẫn nộ. Bài báo cũng có đoạn viết như sau. Đông đảo người dân đã lên án Tổng thống Venezuela khi ông dùng bữa tại nhà hàng bít tết Nucleus nổi tiếng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trên đường về từ chuyến thăm Trung Quốc. Trong khi đó, vụ việc tương tự xảy ra với ông Tô Lâm, đương kim Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, không riêng trên mạng xã hội Việt Nam mà hầu hết các tờ báo lớn ở Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và báo chí châu Á đều đưa tin này. Nhưng truyền thông Việt Nam bịt mắt, bịt tai, xem như chuyện này chưa hề tồn tại. Và qua đây, người dân cũng đánh giá rằng dường như tất cả các nhà báo trong nước cũng đồng loạt tự khóa mõm. Rõ ràng là chuyện nhà thì quáng, còn chuyện ngoài thì sáng. Đây là hình đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc đã mua quốc tịch đảo Síp tới 2,5 triệu đô la. Sau khi bị báo nước ngoài đăng tải thì trong nước mới biết. Cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo của Việt Nam, mỗi lần bị chiếu đèn là đều cơ man những lỗi. Lỗi to, lỗi nhỏ, lỗi từ tư tưởng, đạo đức đến lỗi năng lực, lỗi trách nhiệm đủ cả. Vậy mà cũng con người đầy lỗi ấy chỉ đâu vài ba năm trước tìm cho được, soi cho thấy một ít tí khuyết điểm, khó cực kỳ. Nó tựa như tuyến tính nhân vật trong chuyện cổ tích dân gian. Đã là nhân vật chính diện thì tốt từ đầu chí cuối, xấu thì xấu cả tổ tông họ hoàng. Họa hoàn lắm mới được cứu vớt bằng chút tỉnh ngộ ở giờ chót. Trong chuyện cổ tích Tấm Cám, mẹ con Cám xấu và ác, Tấm hiền lành và tốt bụng. Ấy vậy mà người tốt Tấm với ngày làm mắm Cám gửi cho mẹ Cám ăn. Cái dị bản này phần nào nói lên một khía cạnh quái dị của người tốt. Là chuyện cổ tích này thì hai tuyến nhân vật hẳn hoi, còn cán bộ ta thì hai tuyến nhân vật ấy là một. Có một thực tế, khi một vị cán bộ lãnh đạo nào đó ngã ngựa chẳng đợi ra tới dân đâu, ngay trong hệ thống hàng ngũ nội bộ đã có tiếng xì xầm như sau. Giờ mới biết hả? Ông ta, chị ta là vậy đó. Giờ bị rồi, mọi người mới hay, chứ nào giờ bản tánh đó có lạ gì, vân vân và vân vân. Và trường hợp này cũng y như trường hợp của ông Đại tướng Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng ở London. Ai xấu, ai tốt, ai nửa xấu, nửa tốt, hoặc ai tốt nhiều hơn xấu, ai hèn và cơ hội. Thật ra trong nội bộ biết nhau hết, có thể biết ít, biết nhiều, mỗi thứ một chút, biết tổng nhau từ năng lực đến tư cách, đạo đức, gia thế và chỗ dựa quyền lực, vân vân. Đây là hình ảnh Trung tướng Tô Ân Sô, người ngồi cạnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn thịt bò bít rát vàng, từng bị phát hiện đã đeo sợi dây thắt lưng Hermes,
có giá trên 5.000 đô la, tức là hơn 115 triệu đồng. Thật là một sự xa xỉ, kinh hoàng với đồng lương của ông ta. Như vậy chỉ có thể tham nhũng, hối lộ mà thôi. Nhưng từ khi biết đến nhận diện rõ ràng, phê bình và việc vi phạm những điều không được làm một cách chính diện, chính thức trong cuộc họp và lưu trữ văn khố bằng biên bản thì cảm khoảng cách vời vợi. Cho nên, một trục cũng như cả tá, ai nấy đều xếp loại cuối năm từ tốt đến xuất sắc, cả về mặt đảng lẫn chính quyền, bằng khen, giải thưởng, ôi thôi, đủ cả. Nhưng khi vỡ toang thì mới toang một cách nhát, từ chính diện thành phản diện chỉ trong một nốt nhạc. Và thậm chí lại phản diện cả bầy đàn từng chính diện trước đó. Nhìn đường dây chạy án liên quan đến Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, ông này nhất thể, Cô Tô là rõ. Họ có thể đăng đàn mở miệng nói những điều không ai nghĩ hay có cậy em có chịu lời, thì cũng chẳng ai chịu nói. Đằng này mải mê chống dịch đến độ không ai kịp điều chỉnh giá kit xét nghiệm. Họ nhúng chàm những hành vi xấu xa, độc ác ở mọi nơi, mọi lúc mà chẳng ai kịp nghĩ ra là họ bị gài bẫy hay thuốc nước. Và hình như một bộ phận không nhỏ cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ thích có của để dành, lắm nhà, nhiều xe, vô số bạc vàng. Của nạ họ càng giàu thêm, mạnh lên thì đảng của họ càng nghèo đi, trong gia tài lòng tin của dân chúng. Đất nước của chúng dân lại vì thế mà thêm yếu nhược. Và hình như phải đến khi chạm tay vào song sắt, họ mới có cơ may trở thành chính diện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 11 năm 2021 với bản tin Tô Lâm và chính thể thích dắt vàng giả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Ba ngày 16 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc gắn camera cảm biến, phát loa, xua đuổi dân Việt Nam ở hàng rào biên giới. Chính quyền Trung Quốc đã cho xây dựng hệ thống hàng rào dây thép gai kiên cố dọc theo biên giới với Việt Nam. Đáng chú ý là hệ thống hàng rào này được lắp đặt camera cảm biến, tự động phát cảnh báo, xua đuổi khi có người lại gần. Thông tin ở phía Trung Quốc cho xây dựng rào chắn ngăn cách Việt Nam đã được truyền thông đăng tải từ cách đây mấy năm. Tuy nhiên, thông tin về hoạt động này đã được đăng tải nhiều hơn từ đầu năm 2021 cho đến nay. Chính quyền Bắc Kinh cho rằng việc dựng hàng rào thép gai là để ngăn chặn buôn lậu và người vượt biên trái phép. Gần đây là lý do đưa ra để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Dự án này có tên là Vạn Lý Trường Thành, phương Nam. Đây là hình ảnh một video do người dân Trung Quốc ghi lại hình ảnh tại hàng rào dây thép gai ở huyện Hà Khẩu, giáp biên giới Việt Nam và Trung Quốc, cho biết hàng rào này được lắp camera, giám sát và công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Ngoài ra, nó còn được nối điện cao thế để phòng trừ khi dịch bệnh Việt Nam mất kiểm soát, người Việt Nam sẽ chạy sang và lây bệnh vào Trung Quốc. Được biết, từ hôm 6 tháng 11 năm 2021, YouTube Nguyễn Hoàng Nam chuyên về du lịch và khám phá đăng tải trên kênh Hãy Thách Thức Tôi một đoạn video về hệ thống hàng rào biên giới do Trung Quốc xây dựng dọc biên giới ở khu vực mốc 439, xã Phượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Theo video này, đoạn hàng rào có lắp đặt các camera cảm biến và sẽ tự động phát ra cảnh báo bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Việt mỗi khi có người lại gần. Đoạn cảnh báo giọng nữ giới có nội dung như sau: khu vực giáp danh xin rời khỏi ngay lập tức. Đoạn video dài hơn 50 phút của kênh YouTube đã có gần 3,5 triệu người theo dõi này cho thấy hai người Trung Quốc đang gia cố đoạn hàng rào bị sạt lở ở bên kia biên giới thuộc tỉnh Quảng Tây. Việc Trung Quốc xây dựng hàng rào dây thép gai kiên cố dọc biên giới với Việt Nam cũng tạo ra một vài tranh chấp giữa hai bên. Vào hồi giữa tháng 9 năm 2021, một đoạn video xuất hiện trên mạng Internet quay lại cảnh người phía dân Việt Nam và biên phòng Trung Quốc đối đầu ở đoạn hàng rào tại mốc biên giới số 57 ở tỉnh Lai Châu. Phía Việt Nam cáo buộc đối phương nối điện cao thế và hàng rào gây nguy hiểm đến tính mạng người dân sinh sống ở gần đó. Trước đó, khoảng một tháng cũng xuất hiện một video quay lại cảnh một toán lính biên phòng Việt Nam
ngăn chặn quá trình xây dựng hàng rào của phía Trung Quốc với lý do là xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Và một hệ lụy khác đến từ việc Trung Quốc kiên cố hóa biên giới với Việt Nam, đó là các cộng đồng sắc tộc thiểu số sống dọc biên giới hai nước vốn có quan hệ họ hàng không thể tiếp tục qua lại thăm viếng hay giao thương được nữa. Đây là hình ảnh hàng rào biên giới với Việt Nam được phía Trung Quốc xây dựng từ năm 2012. Vào hồi tháng 9 năm nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bí thư Đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, Trung Quốc, Lu Xin thuộc Lộc Tâm xã. Ngoài việc cảm ơn về lô 800.000 liều vaccine được trao tặng, quan chức ngoại giao tại Hà Nội cũng đề nghị phối hợp quản lý tốt khu vực biên giới, đẩy nhanh xây dựng kết nối hạ tầng cửa khẩu, sớm hoàn tất thủ tục nội bộ để nâng cấp các cửa khẩu và kịp thời xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh. Và câu hỏi đặt ra là lý do Trung Quốc xây tường biên giới với Việt Nam là gì? Trung Quốc đã và đang cho xây dựng các bức tường biên giới với hai nước láng giềng là Việt Nam và Myanmar với mục đích được chính phủ nước này giải thích trên tờ Global Times vào tháng cuối tháng 11 năm 2021 là cần thiết để ngăn chặn những người vượt biên trái phép trong đại dịch COVID-19. Bức tường ở phía biên giới với Việt Nam là một hàng rào sắt cao khoảng 4,5 mét, dài 12 km, trên đầu hàng rào là thép gai, dọc theo sông Bắc Luân mà phía Việt Nam gọi là Kha Long. Được xây dựng từ năm 2012 đến năm 2017, trị giá 29 triệu đô la. Đến năm 2018, Bắc Kinh có điều chỉnh dự án và được dự kiến sẽ sớm hoàn tất với chiều dài là 200 km, dọc biên giới với hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn. Trong khi đó, bức tường phía biên giới với Myanmar dài 659 km được cho là đã hoàn thành dọc biên giới dài 2.000 km của Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Bức tường này nằm giữa tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và bang Shan phía bắc của Myanmar. Đây là hình ảnh lính Trung Quốc canh gác ở hàng rào biên giới. Vào năm 2018, khi hàng rào biên giới với Việt Nam được tăng tốc xây dựng, Trung Quốc đồng thời đưa ra chủ trương tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu và đưa các hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân hai biên giới vào nề nếp. Giáo sư Carter thuộc Đại học tại Úc từng nhận định như sau: Việt Nam có lợi ích ngang ngửa với Trung Quốc trong việc chống buôn lậu xuyên biên giới, đặc biệt là vì nước này có thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhiều nước đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan, nhưng việc Trung Quốc xây dựng các bức tường biên giới với các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á mà mục đích chính theo phía Bắc Kinh giải thích là để ngăn chặn vượt biên trái phép trong đại dịch COVID-19 là hoàn toàn không thuyết phục. Giáo sư Cá Thầy đã từng nêu ý kiến của mình lên trên đài truyền hình ABC News rằng việc xây dựng này dường như là một chương trình quốc gia. Trang tin Global Times cũng từng dẫn phân tích sâu hơn về động thái của Bắc Kinh với giáo sư Cá Thầy rằng Bắc Kinh xây tường biên giới còn nhằm ngăn chặn những nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc. Đây là hình ảnh hàng rào biên giới với Việt Nam được Trung Quốc xây dựng dài 200 km. Đối đầu không cần thiết. Phía Hà Nội đến thời điểm này không lên tiếng về động thái trên của Bắc Kinh. Tuy nhiên, đài AFP đã ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia xung quanh vấn đề này. Trong đó, Trung tá quân đội Đinh Đức Long vào hôm 11 tháng 2 phân tích: mọi việc đều có thể xảy ra vì trên thực tế là người Bắc Hàn từng vượt biên sang Việt Nam. Họ vượt biên qua Trung Quốc trước rồi sang Việt Nam. Cách đây, ít năm, chính quyền Việt Nam đã làm ngơ để Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam thuê nguyên một chiếc máy bay không biết của nước nào chở 400 người Bắc Hàn tị nạn từ thành phố Hồ Chí Minh về thẳng Seoul. Bắc Hàn lên tiếng phản đối nhưng Việt Nam cũng lờ đi. Thật ra họ muốn vào Việt Nam thì có nhiều đường để vào. Hàng rào xây có mấy chục cây số thì ăn thua gì với biên giới Việt Nam và Trung Quốc cả nghìn cây số. Nghĩa là không thiếu gì con đường đi, nhưng trên thực tế là người Duy Ngô Nhĩ đã từng vào Việt Nam qua biên giới phía Bắc và đã xảy ra chuyện cướp súng của biên phòng Việt Nam. Sau đó Việt Nam không xét xử mà giao về cho Trung Quốc hết. Tóm lại, việc xây hàng rào như thế chẳng có hại gì cho phía Việt Nam. Thứ nhất là nó xây trên nước của nó. Thứ hai là ngăn chặn vậy thì tốt cho Việt Nam. Mình đỡ phải đối đầu với những chuyện không cần thiết. Cùng bàn về vấn đề này, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận định như sau. Nó vẫn có những người Duy Ngô Nhĩ chạy sang Việt Nam và từ Việt Nam chạy sang một nước khác
nhưng khoảng một năm trở lại đây thì gần như không có nhóm nào cả. Nếu có thì Việt Nam sẽ bắt giao trả về Trung Quốc luôn theo thỏa thuận hai nước. Đây là hình ảnh hàng rào biên giới của Trung Quốc với Myanmar tại thị trấn biên giới Vạt Đình, tỉnh Vân Nam. Lý do vì những người Duy Ngô Nhĩ này từng có hai lần cướp súng của biên phòng Việt Nam và bắn chết cả lính biên phòng Việt Nam. Rõ ràng giữa Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam đã có thỏa thuận rằng nếu có người nào bên Trung Quốc đã vượt biên trái phép vào Việt Nam thì Việt Nam sẽ bắt và giao ngược lại bất kể đấy là ai. Ngoài ra, có những người từ Bắc Hàn chạy qua miền Bắc Việt Nam rồi chạy đi xuống Tây Ninh, qua Campuchia rồi qua các nước khác, nhưng Công an Việt Nam không ngăn cản. Theo thông tin từ báo chí nhà nước Việt Nam vào tháng 4, 16 người Duy Ngô Nhĩ vượt biên vào Việt Nam bất hợp pháp. Nhóm người này đã bị lực lượng biên phòng Việt Nam bắt đưa về đồn, chuẩn bị thủ tục trao trả cho Trung Quốc. Tuy nhiên, trong khi đang làm chờ thủ tục thì bất ngờ vài người đàn ông trong nhóm trên đã cướp súng của một chiến sĩ biên phòng, xả đạn vào lực lượng biên phòng Việt Nam. Hậu quả cuộc đấu súng này là 7 người thiệt mạng, gồm có 2 sĩ quan biên phòng Việt Nam và 5 người đàn ông Trung Quốc. Tất cả 5 thi hài và 11 người còn sống đều được trao trả cho phía Trung Quốc ngay trong ngày. Tại cuộc họp diễn ra vào ngày 21 tháng 12 ở Đà Nẵng về sơ kết công tác phòng chống COVID-19, Bộ Công an đã cảnh báo trong năm 2020 có hơn 900 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Phần lớn trong số này là người Trung Quốc. Ngoài ra, số người Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam trong năm 2020 tiếp tục tăng tới 25.000 người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021 với bản tin Trung Quốc gắn camera cảm biến, phát loa xua đuổi dân Việt ở hàng rào biên giới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de, cũng như bấm nút tài trợ và ủng hộ cho Thời báo .de ở phía dưới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.